vui được gặp lại quý anh chị, quý khách hàng trên kênh YouTube Nhà Đất Hồng Sơn. Buổi chiều hôm nay mình đang có mặt tại phường Tân Nông Hiệp thuộc thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương để review cho khách hàng một căn nhà mặt tiền đường. Căn nhà hôm nay em giới thiệu nằm thuộc mặt tiền đường ngay Tân Nông Hiệp gần ngã ba ông xã. Căn nhà này có diện tích là ngang 8 và chiều dài là 50m², tổng diện tích là 318m², được chủ nhà thiết kế theo dạng biệt thự. Đây là căn nhà em giới thiệu này. Nhà mình trên chủ nhà lập ngói và được xây. Nhà đang kinh doanh buôn bán làm bên neo và cho thuê một phần cho thuê bán quán ăn. Đây là mặt tiền căn nhà nhé. Ở đây đường này đang làm và đang thụt vào. Ở đây đã nhận đền bù hết rồi. Đây người ta có xây thụt vào khoảng 2m này. Đường rất là lớn nhé. Đây là con đường kinh doanh buôn bán gần ngã ba xã. Xe lưu thông tấp nập nhé. Bây giờ em tắt máy qua bên đường để cho quý vị xem này. Bây giờ mình di chuyển vào trong đây nhé. Phía đây là mình có con đường này, kinh doanh buôn bán rất là tốt đây nhé. Ở đây có một kiosk, chủ nhà đang cho thuê một tháng là 4 triệu ngay đây này, cho thuê bán quán ăn nhé, bán bún riêu. Di chuyển vào trong đây, cửa cổng ở đây được chủ nhà làm rất rộng nhé. Ở đây mình có thể chạy xe tải vào trong đây và để 4-5 chiếc xe hơi được luôn. Căn nhà trong đây chủ nhà thiết kế theo dạng biệt thự, nhà một trệt. Công năng sử dụng căn nhà này gồm gara đậu xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ, có view sân vườn phía sau. Sau trong đây chủ nhà làm tiệm tóc trong đây nhé. Bên đây nhà ở, bây giờ mình sẽ đi vào cửa chính căn nhà này. Ở đây có rất nhiều biệt thự ở đây nhé. Cửa chính trong đây được chủ nhà làm cửa nhôm sinh pha cộng kiến cường lực màu trắng ngay đây. Ở đây mình có hai phòng khách, ví dụ ở đây chủ nhà để gian phòng khách, phòng thờ rất là rộng ở đây. Ở bên đây mình có sập này, tặng luôn nội thất khi khách hàng mình mua nhé. Phía trên đây có hệ thống trần chỉ thạch cao, hệ thống đèn chùm cũng như quạt trần chiếu sáng này. Không gian này rất là rộng nha. Bây giờ mình di chuyển vào trong này. Bên hông đây chủ nhà để cửa sổ cũng như rèm ngay bên hông này. Di chuyển vào trong đây mình có phòng khách. Ở đây mình có phòng khách riêng ở đây nhé. Trên đây có quạt trần cộng với đèn chiếu sáng ngay không gian này. Tặng toàn bộ nội thất khi khách hàng mình mua. Với diện tích hơn 300m², chiều ngang 8m và chiều dài gần 50m. Mặt tiền đường, đường rộng khoảng 20m. Như bên đây mình có 3 phòng ngủ nhé. Phòng ngủ nào cũng rất rộng luôn. Cửa chính phòng ngủ được chủ nhà làm cửa gỗ căm xe, rất là chắc chắn. Bên đây có phòng ngủ thứ hai này. Phòng ngủ rất rộng nha. Bên đây có bàn ăn, cửa sổ bên đây nhé. Bên đây chủ nhà ngăn để mình làm tiệm tóc. Đây là không gian của phòng bếp cũng như phòng vệ sinh ngay đây. Đây mình có phòng bếp rộng rãi nhé.
Phía sau mình đây có view sân vườn này. Ở đây có sân vườn phía sau nhé, mình có thể trồng rau, nuôi gà, phơi đồ. Ở ngoài đây còn khoảng gần 100 mét vuông. Đây mình có sân vườn này. Đây có cây mận nhé, đây mình có thể trồng cây, chim chóc ở đây đầy đủ hết. Do điều kiện công việc chủ nhà muốn bán để nhường lại căn nhà cho chúng mình. Nhà mặt tiền đường